Hello, xin chào nha. Em lên một con Lysol Italy nha, của Ý nha, size là 44 đó. Chưa nấm nha, càng hay 49 nha. Đó, vừa vuông mà vừa tròn nữa, cực độc luôn. Con này rất là hiếm gặp nha. Đây, có hình thổ dân đằng sau là chống nước 50 m, bắt 4 con ốc, đằng trước cũng 4 con ốc luôn. Ở trong giống như là niềng xoay nha cả nhà. Đó, thép đúc nha. Tay con này tay phải 17 độ lên. Lịch gốc 3 giờ nè. Đó, giống như cái màn hình tivi nha cả nhà. Cực độc luôn. Đó, rất là hiếm gặp nha. Của Ý nha, chính hãng luôn. Giá mới rất là cao nha cả nhà. Đẹp leng keng luôn. Chạy full chức năng, có dạ quang. Đó. Ở ngoài tăng, ở trong là tròn. Quá trời độc luôn nha cả nhà. Một con duy nhất nha. Dây thép đúc bao dài luôn. Đó. Rồi em mời cả nhà nha.